nằm ở phía nam của cửa sông Hồng, vườn quốc gia Xuân Thủy được bồi đắp phù sa bởi con sông lớn nhất của Việt Nam. Với vị trí thuận lợi cũng như là cảnh sắc thiên nhiên vô cùng phong phú và đa dạng, du khách đến đây sẽ có rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Và hiện tại tôi đang ngồi tại chòi canh ngao của nhà chị Thủy. Ở phía xa xa kia tôi đang thấy một người dân đang mò ngao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra đó để trải nghiệm thú vị ha. Chào anh, hôm nay thì em thấy là mực nước lên khá cao. Không biết là công việc này có phụ thuộc vào thủy triều không hả anh? Có chứ anh, thì bây giờ mình phải dựa theo nước, con nước. Vâng ạ. Cạn thì mình mới số mình làm được. Nó vừa tầm của mình sẽ làm nó sẽ dễ hơn và đơn giản. To quá mình sẽ khó làm. Bên dưới rất nhiều ngao quý vị ạ. Bây giờ tôi sẽ thử cho đây xuống bên dưới xem là có mò được chú ngao nào không ha. Lạnh quá. Tôi đã có chiến lợi phẩm đầu tiên của mình. Ở đây thì em thấy người ta hay gọi có hai loại ngao đúng không anh? Con này thì người ta sẽ gọi là con gì ạ? Con này con ngao trắng vậy. Còn một con người ta vẫn gọi là ngao giấy thì là loại như nào anh? Ví dụ là những con như này là ngao giấy hả? Vâng. Như quý vị đang thấy là những chú ngao màu đen hơn hay là có cái kích thước to hơn khoảng tầm to bằng lòng bàn tay thì sẽ gọi là ngao giấy quý vị nha. Và bây giờ hai anh em tôi sẽ tiếp tục mò những chú ngao này về để chế biến món ăn trong ngày hôm nay. Nước lạnh quá anh ạ. Thực sự đây là lần đầu tiên tôi có được trải nghiệm đi mò ngao cùng với người dân. Bên dưới là bùn và cát này, rất khó khăn để chúng ta di chuyển. Thường là công việc này chúng ta chỉ làm chủ yếu vào mùa hè, năng suất sẽ cao hơn. Vào mùa đông, nước lạnh nên là chúng ta sẽ khoảng thời gian mình làm sẽ ít hơn đúng không anh? Đúng rồi. Vâng ạ. Cũng khá nhiều rồi. Bây giờ hai anh em tôi sẽ đem những chú ngao và hến này về để chế biến món ăn. Chị Thủy ơi, hai em rửa xong rồi đây. Okay, bây giờ mình sẽ cho lên bếp hả chị? Em cho lên bếp là mình luộc chín cao. Bây giờ chị em mình sẽ bắt tay vào làm gì trước chị nhỉ? Chị để em phụ thái bì được không? Đây, em thử thái, em thử thái nữa. Thái này thì mình cần có lưu ý gì không hả chị? Cái này thì mình chỉ cần giữ chắc và đều tay em ạ. Lưu ý ở đây là mình sẽ thái bì càng mỏng càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi, càng mỏng thì nó sẽ mềm. Để thay đổi hương vị thì người dân đã phối hợp những nguyên liệu với nhau và sáng tạo ra những món ăn. Như quý vị đang thấy, ngày hôm nay tôi và chị Thủy sẽ thực hiện nấu món nem ngao. Sau khi hấp xong cùng với một chút những nguyên liệu như là sả này hay là khế, rất là thơm quý vị ạ. Bình thường nhà mình có hay nấu món này không hả chị? Nhà chị thì cũng thường xuyên em ạ, tại vì là ở đây cũng cái món ngao này cũng dễ ăn và dễ sử dụng. Trong lúc chị Thủy xào ngao, tôi sẽ giúp chị thái những loại nguyên liệu như là ớt này hay là mùi gai. Sẽ thái thật nhỏ để phi hành thơm. Đúng rồi. Mình sẽ phi hành thơm này. Chị sẽ cho ngao vào đảo đều này. Mình đảo ngao trong vòng tầm bao lâu thì được hả chị? Tầm mình xào lên tầm khoảng 1 phút. Và tôi cũng đã chuẩn bị thái xong những loại nguyên liệu để chuẩn bị cho món ăn này. Cái món ngao này thì cũng nó là rất là ngọt rồi nên là chị cũng chỉ cho một chút mì chính này và một chút mắm. Sau khi ngao đã nguội thì chị em mình sẽ cho các nguyên liệu vào để bắt đầu mình sẽ đảo đều lên. Chúng ta sẽ có thịt lợn băm trộn với tỏi đã được chế biến sẵn này. Bên cạnh đó là mì lợn, sau đó chúng ta sẽ trộn đều các loại nguyên liệu lên. Hay là thính gạo đúng không ạ? Tỏi băm trộn tỏi băm trước. Cho thêm một chút mắm này. Một thìa mắm này. Đây. Mới chỉ đảo thôi mà em thấy mùi rất là thơm rồi. Sau đến thì mình sẽ cho thính em nhé chị. Vâng ạ. Thính này. Lá chanh. Vâng ạ. Và lá chanh. Hôm nào còn nguyên liệu gì nữa đây? Chắc là đã hoàn thành rồi em ạ. Vâng ạ. Sau buổi sáng nay khá là vất vả thì bây giờ anh chị mình sẽ cùng thưởng thức thôi. Xin mời anh chị ạ. Mời em. Wow. Tôi đang rất tò mò xem là hương vị của món nem ngao này có điều gì độc đáo đây. Thịt ngao rất là ngọt này, rất là chắc, kết hợp với thịt lợn xay trộn với tỏi này và cùng với bì. Khi mà chấm với bát nước mắm nguyên chất có một chút ớt. Sở dĩ khi mà chúng ta chế biến hải sản cho thêm một chút ớt vào để giảm cái độ tanh của hải sản đi đúng không ạ? Có cái sự kết hợp rất là độc đáo và mọi hương vị hòa quyện với nhau, rất ngon quý vị ạ. Hôm nay cũng rất là cảm ơn anh Thuyên và chị Thủy đã giúp tôi có những trải nghiệm thú vị tại địa phương. Quý vị thấy đấy ạ, từ một món ăn thông thường chúng ta có thể là luộc hay là hấp này, nhưng mà ngày hôm nay Ngọc Tuấn cũng đã bỏ túi cho mình một cách chế biến mới đối với những chú ngao. Chúng ta có thể là sáng tạo thêm những cái nguyên liệu và kết hợp vào đó tạo thêm cái hương vị độc đáo cho món ăn này. Hy vọng đây cũng sẽ là một sự lựa chọn thú vị dành cho quý vị khi mà chúng ta ghé thăm đến với Giao Thủy, Nam Định.
một mảnh đất, một cùng hiếu khách. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức với chị nhỉ.